Hôm nay mình sẽ review cho bạn một cái cam nhiệt mới nữa ha. Mình đã có cam nhiệt rồi, nhưng mà mình lại đặt tiếp review cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cua hàng ha. Này là mình chỉ quay clip cua hàng thôi, tại vì clip review mình sẽ quay cái phần phần sau cho các bạn xem nha, tại vì mình đặt thêm IC làm Face ID. Nên là này mình sẽ khui ra và lấy cái IC để mình làm cái máy này trước đã. Clip này mà mình sẽ review sau cho bạn xem. Nói sao sao chứ mà coi clip này phần sau mình sẽ review rồi đó. Đây, Short Cam 3 Loot. Thì cái này á, nó có những tính năng rất là hay. Thì của hãng EYT, cho bạn nào chưa biết, của cái hãng EYT này, nó là công ty Mizin đã mua lại của hãng này rồi. Thì cái công ty EYT này là chuyên để sản xuất cam nhiệt thôi. Này là của Mizin nha, cho bạn nào chưa biết. Mình không biết là của Mizin mua lại rồi hay là Mizin phân phối. Tại vì EYT này là mình thấy là Mizin bán đầu tiên. Cam nhiệt này nó rất là hay, là nó có những chức năng mới. Thứ nhất á, là nó là 2 cam ultra light field of view nè, và cái thứ hai là nó có HDMI, tức là nó có cổng HDMI ở ngay đây. Tức là khi mà các bạn xài cam này đó, bạn không cần xài phần mềm ở trên máy tính, các bạn chỉ cần cắm cái cam này và bạn cắm vào cái dây HDMI của màn hình là nó xuất ra HDMI luôn, không cần phần mềm. Và cái này nó có thể nó kết nối với lại điện thoại được luôn, và kết nối với máy tính được luôn. Các bạn lưu ý nha, kết nối với PC, kết nối với laptop là đương nhiên rồi. Một cái nữa là có thể kết nối qua app, qua wifi, wifi của trong cái cam nhiệt này phát ra. Và cái thứ ba là có thể xuất ra HDMI. Và cái này, cái thứ tư là cái này nó cũng y như những cam nhiệt trước, nó là 2 cam, là một cam nhiệt và một cam thường. Rồi mặt trên ha, cho bạn xem cái hàm mặt trên. Và mặt bên hông bên đây thì nó để là cái tên thôi, Short Cam 3 Plus Thermal IR Thermal Imaging nè. Mặt bên đây thì cũng vậy thôi. Rồi mặt dưới, mặt dưới thì ở đây sẽ có một cái mã có số seri này, ở đây này HDMI function nè, có wifi nè, và cái này có thể gấp gọn là được. Rồi bây giờ mình mở ha, đây IC của mình đây. Rồi mở hộp ra thì ở đây người ta sẽ cho các bạn là một cái HDMI switch, cái này để cái này nó xuất được 4K nha. Cái này để cho các bạn gắn vào và quản xuất vào màn hình, tức là người ta quảng cáo á, là cái này các bạn có thể quản dùng để xài chung với cái dây HDMI mà của bạn cắm ở trên cái kính hiển vi á, thì kính hiển vi nhiều bạn sẽ xuất ra màn hình, thì người ta sẽ cho thêm cái cục này các bạn mua cũng trăm mấy á, cho mấy 200 á, thì cái này nó chỉ là cái switch bấm để chuyển 1, 2. Để thí dụ như cái đường này là đường trên đây là đường out HDMI ra, thì out ra ngoài đường này thì bạn cắm vào màn hình, còn hai cái đường này thì một đường thì bạn cắm từ cái kính hiển vi qua đây. Ví dụ các bạn cắm từ kính hiển vi qua kênh số 1, kênh số 2 các bạn cắm cái dây HDMI của cam nhiệt này, thì các bạn bấm ra đây, thì ở trên màn hình các bạn nó sẽ chuyển là nó lấy tín hiệu của HDMI, lấy tín hiệu HDMI của cam nhiệt hay là của kính hiển vi, đó là cái này. Rồi tiếp theo là phụ kiện trước nè. Ở đây nó cho mình một cái cáp nguồn. Cáp nguồn này là một đầu Type-C và một đầu USB. Rồi tiếp theo là một cái adapter. Cái cục nguồn. Cục nguồn này là nguồn mình coi nguồn này là 12V 1A. Nguồn này để xài cho cái cam nhiệt này.
Còn cái này để cắm xài với máy tính. Và đây cam nhiệt. Đây là cam này cam thường nha. Còn cái cam mà nhỏ nhỏ bên đây nè, nó là cam nhiệt. Nè, cho mình xem cho rõ nè, cam này là cam thường, cam này là cam nhiệt, bỏ vô để bụi nha. Rồi. Rồi tiếp theo ở đây nữa là cái giá nè. Giá đỡ này để gấp gọn được. Để mình lấy cái này ra cho bạn xem luôn đi. Rồi mình sẽ bỏ lại. Đây còn một cái warranty card. Rồi ở đây là bọc này là bọc ốc. Ốc để gắn. Và cho mình một cái dây HDMI. Dây HDMI này mình nghĩ chắc cỡ chừng 50cm là nửa mét. Rồi. Tới đây còn nhớ nha bạn, nó còn cái đế dưới nữa nha. Đây. Đế nha, đế nhôm. Đó, rồi, cái những cái này mình không xài mình sẽ bỏ qua bên nha, HDMI thì mình cũng chưa xài. Rồi. Mình sẽ đây còn một cái USB pad nữa nè. Đây là một cái thảm đen. Rồi, để mình ráp vô. Này bẻ như là hết cuốn nè. Đó, này ở đây nó có bằng dòm nè. Đổ đây là nó có một hai cái đầu cong nè, một cái đầu đây là đầu thẳng nè, thì bạn chỉ gắn được một chiều nè thôi, bạn gắn ngược chiều nó không vô nè, đó nó cắn nè, chỉ gắn được một chiều thôi, gắn này cũng đơn giản lắm. Này nó cho ba con ốc, một cái con ốc bự để gắn cái cam nhiệt, còn hai cái con ốc này để gắn cái đế thôi. Mà mình không thấy cho cái lục giác để dặn ha, mình không thấy cho lục giác. Rồi, này có mẫu gắn thì đơn giản mình chỉ cho bạn cách gắn nè. Các bạn để cái mặt quay vô và hai cái lỗ ốc quay ra ngoài. Thì cái cây này các bạn để nó nằm ở dưới cái mặt bàn á, thì các bạn chọt vô các bạn dặn là nó sẽ dư y. Đây. Này mình chỉ gắn hờ thôi ha. Này clip này chỉ clip mở hộp thôi, clip chi tiết là các bạn xem phần sau ha. Clip chi tiết hôm sau mình trải nghiệm mình sẽ quay tiếp. Còn clip này chỉ clip mở hộp thôi. Như được tí rồi, nhận hờ vậy thôi. Nó lỏng quá, không có hờ được. Người ta không cho lục giác ngộ à. Mình đi kiếm coi. Nhớ mình có lục giác mà. Thôi, nhắc mình để đỡ vậy đi. Không có lục giác, để mình kiếm sao. Rồi. Ráp cái cam vào. Cam thì đây. Đó, nó sẽ như vậy. Đó. Do ốc dưới mình chưa dặn cứng nhưng mà mình chưa kiếm được cái lục giác, để mình sẽ kiếm mình dặn sau. Đó, này mình dặn vô đây vậy. Đó, rồi khi mình gặp lại thì mình có thể mình gặp này lại như vậy. Đó, giờ mình ship lại thì mình gặp lại cho nó như vậy luôn nữa. Đó, như vậy là mình sẽ ship lại thành công. Thì nó rất là gọn. Rồi mình đem đi đâu đó mình cất. Còn ở cầm nhiệt sau rồi của mình thì không có ship gọn lại được. Này nó được cái ship gọn lại nè. Đó. Rồi mình sẽ giới thiệu cái cam, cái này mình tạm thời để trong bên đó, mình sẽ tháo cái cam nhiệt này ra để mình sẽ giới thiệu cho các bạn cho nó dễ. Đầu tiên các bạn thấy nó có hai cam và ở bên đây nó sẽ có cái cổng để các bạn xuất HDMI ra. Đây, cổng HDMI. Bên hông là có cổng HDMI và có hai cái nút function, tại vì này nó xuất ra màn hình. Thì cái phần mềm mình không, nó không xài phần mềm cho nên là mình sẽ có hai cái nút function ở đây. Và function 1 và function 2 cạnh cái HDMI luôn. Ở đây là lỗ tản nhiệt, trên đầu thì không có gì hết, bên đây thì cũng là cái lỗ tản nhiệt. Và ở dưới đít thì nó sẽ có một cái chỗ để bắt cái ốc hồi nãy nè. Và một bên là cổng Type-C để cắm kết nối máy tính, và một bên là có cổng DC. Trên đầu nó là có nút nguồn
và hai cái đèn báo tín hiệu thôi, đèn báo wifi với lại đèn báo nguồn. Mình đến với phần tiếp theo ha, mình sẽ cho các bạn xem. Đây mình có một cái main iPhone 12, nguồn nó lên bình thường nhưng mà nó bị chạm RAM. Mở lên tí xíu là cái main nó nóng hổi luôn. Mình sẽ tiến hành mình soi cảm nhiệt cho các bạn xem ha. Đây mình cập nguồn cho các bạn xem nè. Đây, cập nguồn thì dòng nó bình thường ha, không hao, không có hao trước. Đây, mở nguồn thì dòng lên cũng là bình thường. Máy thì máy đọc. Dòng bỏ nguồn thì nó lên rất là bình thường, nhưng mà rời chỗ con RAM cho nè, nóng hổi luôn nè. Giờ nóng hổi luôn. Đó. Giờ mình sẽ quạt cho nó mát đi. Mình sẽ soi cam nhiệt cho các bạn xem. Mấy cái máy đập này thì nhiều khi thì không bị, nhưng mà nhiều khi mình tác động nhiệt vô cái là nó lại chạm RAM. Máy đập mà nó đứt chân quá trời luôn. Đứt chân RAM nó rất là nhỏ nên dễ chạm. Rồi, tiếp tục mình sẽ test thử cảm nhiệt này cho các bạn xem ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cắm cái dây nguồn vào bên đây. Đây, nó có chỗ cắm dây nguồn này. Rồi cắm vào. Rồi, bên đây nó có cổng Type-C nè. Rồi mình sẽ cắm vào cổng Type-C nha, tại cái dây mà nó ngắn mình sẽ di chuyển nó qua đây tí xíu nha. Rồi. Cái dây Type-C mà nó hơi ngắn. Rồi, gắn cái dây gấp nguồn vào sẵn, bây giờ mình chuyển qua cái màn hình máy tính. Thì khi mà các bạn mua cái thiết bị này, hoặc là các bạn có thể các bạn vào cái trang chủ lowdigital.net. Đây, web này là lowdigital.net. Thì cái này các bạn dùng, nếu mình dùng Beat hoặc các bạn dùng Chrome, các bạn cái này các bạn không có dùng cốc cốc được nha. Cốc cốc nó có cái trình nó chặn quảng cáo á, thì bên đây hoặc là nó báo virus á, nó sẽ không có cho vào. Thì mình dùng một cái trình việc khác ngoài cốc cốc là được. Đây mình bấm vô, đây nó có dịch tiếng Việt nè, mình bấm vô trang list cho nó dịch ra tiếng Việt. Chờ xíu để nó dịch đây. Thì khi nó dịch rồi thì các bạn vào cái phần hỗ trợ dịch vụ nè. Mình cứ không biết thì mình cứ bấm đại đi. Mình vào có thể mình vào cái cuối cùng, mình bấm vào cái đầu tiên. Đây mình vào đầu tiên, mình vào cái hình như cái thứ ba nè. Đây nó hơi đòn, nổi cục mụn lên, nó mặt mình nó hơi khác, các bạn thông cảm nha. Cái thứ ba không được, mình vào cái thứ tư. Mình không biết thì mình mò từ từ thôi. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng giới thiệu thì mình qua bên đây. Đây mình vào cái thứ nhất thử coi. Nhưng thì không có, vào cái thứ hai. Cái này phần trên này có bằng rê vô nha. Rê vô là nó sẽ ra đây. Vào cái phần cái tab. Tab thứ ba từ ở bên phải. Bên trái điểm qua cái tab thứ ba và cái thứ hai từ trên điểm xuống nè. Nó sẽ ra cái này. Ra cái này thì các bạn đào cái đầu tiên nè. Này là cái phần mềm nè. BCB, Shotcomba, BC nè. Cái này là cái phần mềm. Các bạn đào về. Đấy. Đó, các bạn bấm vào, bạn đào về. Còn bạn nào xài cái Google Chrome hay gì hay là cốc cốc thì cũng vào được. Nhưng mà nhiều khi vào được, nhiều khi vào không được. Nhưng mà vào được thì nó báo cái phần này là cái tệp nguy hiểm. Thì các bạn đổi trình duyệt khác, hoặc là các bạn bấm tin cậy để nó sẽ tải về nha. Tại nhiều khi nó hiểu lầm, nó báo là cái tệp này tệp nguy hiểm. Thì chỉ có vậy thôi. Các bạn không thấy phải, mình đang để nó trên đây. Nhầm, sorry các bạn. Đây thì khi mà các bạn tải về thì các bạn nó sẽ có một cái file giải nén như vậy. File WinRAR thì các bạn giải nén ra là các bạn sẽ có cái thư mục. Thì thư mục này thì các bạn mở ra, các bạn sẽ có là một cái là phần mềm và một cái driver. Thì cái driver, cái máy của các bạn là 32 bit hay 64 bit thì các bạn sẽ cày vô. Mình muốn biết 32 bit hay 64 bit gì thì mình vào phần Micro USB PC nè, mình vào phần Robotics nè. Vậy mới đúng, nhầm sorry các bạn.
đó, vào coi driver. Đây cái phần system nè, máy mình là 64 bit nè. Đó thì mình sẽ cài cái driver 64 bit. Thì khi mà cài driver xong thì các bạn sẽ cài cái phần mềm LC Shotcam 3 nè. Thì khi mình cài xong mình sẽ có cái phần mềm nó nằm ở ngay góc ở đây. Thì mình kéo phần mềm ra, tại vì cái cam nó che cái mặt của mình rồi. Bạn chờ mình tí đi. Để mình kéo cái mặt của mình qua. Rồi. Đây các bạn sẽ thấy cái phần mềm nó là Shotcam 3 nè. Thì mình sẽ mở lên. Rồi lúc này là mình gắm vô, mình chưa có mở thì cái này đèn, hai cái đèn ở trên đây nó sẽ không có sáng nha. Đây. Hai cái đèn đây nó không có sáng, thì bây giờ mình nhấn giữ nút nguồn nè. Đó, đèn nó chớp chớp là nó connect nè. Chút xíu đèn nó sẽ kêu tít tít. Đó. Nó kêu tít tít ba cái, cái đèn hai đèn này nó đứng im, đèn xanh đèn đỏ này nó đứng im là bắt đầu nó kết nối. Rồi, mình vào đây phần mềm máy tính nè, nó tự nó nhận luôn. Thì khi mà các bạn vừa cắm cáp vào, nó vừa kết nối phần mềm máy tính, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cam, một cái cam này ở ngoài và một cái cam này cam nhiệt. Thì các bạn giờ là lúc này là nó sử dụng cùng lúc hai cam. Cái này khi mà các bạn mở các bạn cắm vào, nó tự nó nhận hai cam. Còn các bạn muốn chuyển qua cam một cam thì các bạn chuyển qua đây. Còn bấm internet nè, thì các bạn chuyển qua đây nó là cam nhiệt không. Hoặc là các bạn bấm qua đây nó là cam thường. Đây, bấm qua đây nó là cam thường. Nè, đó. Bấm internet này thì nó sẽ là hai cam. Đó thì khi mà mình để cái tay mình vào nè, thì các bạn thấy nè, là cái phần nào mà phát nhiệt thì nó sẽ có một cam, còn cái phần nào không phát nhiệt thì nó sẽ có cái thành cái tay của mình nè. Đây. Là lúc này là nó xài hai cam cùng lúc. Đó là mình bật cái chế độ là Super Resolution nè. Và mình tắt đi. Rồi tắt để mình để cái men vào nè. À, nó ở đây nó có hai cái nút function, ở bên hông này nó có hai cái nút function nè. Để mình bấm mình chỉnh thử coi. À rồi rồi. Do cái nút function này mình đang chỉnh ở cái chế độ 2 cam nè, bây giờ nó ở cam nhiệt không nè. Nếu mà nó ở chế độ hồi nãy là các bạn thấy nó 2 cam á thì mình bấm ngoài chuyển qua cam thường là nó không được, tại nó xài cùng lúc 2 cam. Đây. Bây giờ nó chuyển qua cam thường được rồi nè. Rồi bấm qua đây là chuyển qua cam nhiệt nè. Đây thì các bạn thấy chuyển qua cam nhiệt thì nó sẽ qua cái màu âm bản như vậy. Còn bạn muốn chuyển qua 2 cam á, rồi ở bên hông bên đây nè, chỉnh cái cam này lên cho các bạn xem. Đây mình bấm nút này là để chuyển chế độ như hai cam cùng lúc hoặc là chuyển từng cam nè, là bấm nút function 2 nè. Đây nó có hai nút nè. Rồi thì này nó đang ở cái cam cam nhiệt nè. Thì mình bấm thử nè. Ở cái phần nút function 1 là nó sẽ đổi màu. Đó, cái này là âm bản nè. Mình bật cái Super Resolution lên là cái định dạng cao nhất. Để khi các bạn, khi cái này thì theo mình biết á là nó chỉ áp dụng khi mà bạn xuất ra màn hình thôi, tại cái cam này xuất ra được màn hình. Đó, này quay về nè, còn mình bấm cái function 2 nè. Đó, cái chế độ này chế độ 2 cam nè. Đó, khi mình để tay vào nè,
nó vừa cảm thường vừa cảm nhiệt luôn. Chỗ nào mà có nhiệt nó sẽ khoanh dùng, nó báo. Sở dĩ ở trên đây các bạn thấy, tại ở trên đây nó là con IC màu trắng, nó sẽ bị tản cái nhiệt nó bị dội lên đó, nên là nó sẽ bị. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn của cái này lên cho các bạn xem nha. Thì cái thảm này á, nó khi mà người ta đóng gói á, cái thảm này nó hơi bị cong lên nè. Thì các bạn về mà bạn nào mua về xài á, tại cái đồ này mình mượn mình review thôi, các bạn mua về xài á thì các bạn có thể bạn lấy cái hai mặt đó các bạn dán lại, tại vì để ở đây nè, nó bạn thấy không, cái này mà không bạn không để thảm màu đen nó sẽ bị chá nè đó. Mình để thảm màu đen vô nè, nó sẽ không còn bị chá, tại vì cái thảm cái tấm này, cái khung nó làm bằng nhôm, nó sẽ tản nhiệt. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn ra cho các bạn xem. Nhà nó nóng ấu cứng nè. Đó, lên nguồn. Thấy không? Bây giờ mình lật cái mặt sau nè. Nó nóng ngay cái con nguồn chỗ này, thấy không? Ở nó nóng ngay con nóng nó chớp chớp ngay con RAM nè, bạn thấy không? Sẽ kết hợp hai cam luôn. Đó, kết hợp hai cam luôn, vừa cam nhiệt vừa cam thường, thì cái này nó khoanh dùng luôn. Nó không chỉ là cái dấu cộng nữa mà nó là cái màu nhiệt độ luôn. Hồi đó giờ chưa có cái cam nào còn chưa có cam nhiệt mà nó tích hợp như vậy hết. Như ví dụ như là shot cam 2 á, thì cái cam nhiệt của nó cũng chỉ là cũng hai cam, nhưng mà nó chỉ có báo dấu cộng thôi, chứ mình không có thấy cái phần màu khoanh dùng như vậy. Thằng này thì nó có khoanh dùng luôn, là vừa là cái cam này luôn. Nhưng mà cái này nó có một cái là nó sẽ có thể nó xuất được HDMI nữa ha. Rồi, để mình chỉnh qua sức HDMI cho các bạn xem. Rồi, thì các bạn muốn sức HDMI thì ở bên hông bên đây nó có cái cổng HDMI. Và hãng ở đây sẽ cho mình một cái cổng HDMI và một cái đầu cái HDMI switch. Nó là cái này. Để chia HDMI switch nè. Này. Rồi, HDMI switch. Cái này nó chia ra là 1 2. Mà cắm vào nó sẽ xài nguồn của HDMI, nó sẽ có hai cổng. Ví dụ như hai cổng ở trên đây nè. Mình sẽ chia, ví dụ như một cái đầu này thì ra màn hình. Còn cái đầu này thì mình có thể mình cắm vào cái cam nhiệt, từ cam nhiệt qua là mình thôi mình cắm cổng số 2. Cổng số 1 mình sẽ cắm vô cái kính hiển vi, thì mình tức là mình vừa coi dưới kính mà mình vừa coi cái vừa coi trên cam nhiệt này được luôn, là mình không cần xài mặt phần mềm máy tính nữa. Bây giờ mình sẽ rút cái dây Type-C ra, kết nối máy tính ra. Mình rút cái dây Type-C ra. Rồi ha. Mình sẽ kết nối cho các bạn xem. Ở đây, đây là cái cổng cáp HDMI người ta cho nè, nó rất là ngắn, có chung chút xíu à. Thì mình sẽ kết nối với lại cái kính hiển vi cho các bạn xem ha. Đây kính hiển vi. Rồi mình sẽ rút cái dây HDMI của kính hiển vi ra. Đây nè. Các bạn xem mình kết nối và mình rút cái dây HDMI ra rồi nè. Nè. Thì cái đầu này mình sẽ, đầu này thì nó vào máy tính rồi, mình sẽ cho nó xuất vào. Là y như là cái này là mình sẽ ra TV nè. Đó, cắm vào đây. Và cái dây HDMI người ta cho dây ngắn nè. Mình sẽ cắm thế lại vào cái HDMI ở trên cái cam của kính nè. Đó. Và cái out ra này thì mình sẽ cắm vào kênh số số 1 đây, thì khi mà mình cắm đường out thì cái đèn này nó sẽ sáng nha, nó sẽ xài cái nguồn của cái USB out nè. Đây. Mà thấy nè, ao còn cái đèn nó sẽ sáng. Rồi mình sẽ cắm vào cái kênh số số 1 đi. Đó, khi mình cắm vào kênh số 1 thì cái đèn nó sẽ sáng hơn nè. Đó, rồi còn cái này. Cái dây này dây của mình nha, nó hơi xét tí xíu nè. Mình sẽ cắm vào kênh số 2. Thì cái dây này mình sẽ cắm vào cái cam nhiệt. Đó.
này mình đã cắm cái dây cắm cái đầu USB, cắm cái đầu HDMI vào cái cam vậy rồi, chứ nhầm hoài. Rồi để bây giờ mình sẽ chuyển cam cho các bạn xem nha. Đây đang là cái kính hiển vi nè. À. Đây mình để cái men lên mình soi cho các bạn xem nè. Đây A14 là kính hiển vi nè. À đây là đang là kính hiển vi đúng không? Rồi. Bây giờ đây có nút nè, bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút nè. Đó, chuyển một phát một chuyển qua cam nhiệt liền. Đây, đưa cái tay mình vào nè. Đó. Rồi cái nhẫn của mình là nó sẽ có cái điểm nhiệt nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kẹp cái men vào cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình mở nguồn lên ha. Ok, lên nguồn. Rồi lật ra mặt sau nè. Đó. Nó 2 cam á, bây giờ mình sẽ bấm cái phần sinh 1 nè. Đây, bấm phần sinh 2 nè, này là cam nhiệt không nè, đây mình đang bấm nút nè. Này chứ là cam nhiệt không nè. Đó, chế độ này là cam thường nè, cam thường mà nó cộng với cái điểm nhiệt nè. Đó. Rồi cái này là cái nút này nó sẽ có 3 chế độ. Một là kết hợp giữa 2 cam là cái điểm nhiệt như vậy, 2 là cam thường thì nó sẽ kèm theo cái dấu cộng để trắc kiện cái điểm nhiệt, và cái thứ ba là cái cam nhiệt không, nó cũng có 3 chế độ vậy thôi. Đó, thì nó cũng y như là mình xài cho phần mềm, nhưng mà cái này á các bạn thấy nè, nhiệt nó thì nó cũng y như cái kia thôi, nhưng mà cái này nó được một cái, nếu mà các bạn xài cái màn hình, các bạn được xài màn hình 4K thì nó sẽ xuất ra được là hình ảnh 4K nha, cái cam này xuất ra được hình ảnh 4K nha. Nếu mà đi với điều kiện các bạn phải xài màn hình 4K nha, thì nó mới xuất ra được 4K nha. Rồi. Thì cái cam nhiệt này nó cũng chỉ có bao nhiêu đây chức năng thôi. Thì khi mà hôm nay mình cũng xài cái cam nhiệt này, chứ cũng có khoảng test, cũng có khoảng tuần lễ rồi mới lên cái clip review này. Thì cái cam nhiệt này á, thì theo mình nghĩ á, thì nó khá là hay. Thứ nhất là nó kết nối được máy tính, thứ hai là kết nối được với lại xuất ra được màn hình HDMI, mà đó giờ chưa có cam nhiệt nào chưa có cái cam nhiệt nào có hết. Và cái thứ ba nữa là nó khi mà nó xuất ra màn hình ở ngoài, nó sẽ có chế độ kèm là 2 cam, nhưng mà nó sẽ có cái phần mà là khoanh dùng cái điểm nhiệt luôn. Rồi một cái nữa là cái này nó có thể nó xài kết nối qua wifi với cái kia, có thể kết nối qua wifi mà cho các bạn xài qua cái máy tính luôn. Nhưng mà cái máy tính của mình đó, là cái máy tính của mình nó không có wifi, máy tính của mình nó xài cái cổng mạng LAN nên là không có nói được. Thì để một phần mình sẽ cắm kiếm cái USB wifi, mình cắm vào, mình sẽ quay tiếp cái phần sau đó cho các bạn xem nha, là nó có thể nó kết nối qua máy tính bằng wifi luôn, và kết nối với lại điện thoại bằng wifi luôn. Nhưng mà cái điện thoại thì cái app nó chưa có, hiện tại cái app nó chỉ ở một cái mức đó là thử nghiệm thôi, người ta chưa có phát hành cái app cho nó. Thì thời gian sau là sẽ có cái app cho nó nha, app để xài trên điện thoại luôn, thì hiện tại thì chưa có app nha, thì thời gian sau mới có nha. Rồi, với lại một cái nữa, cái nãy giờ là mình kể là cái ưu điểm rồi, thì còn cái nhược điểm mà lớn nhất của cái này á, đó là cái vỏ nhôm của nó thì xài nó sẽ nóng nha. Cho nhiều bạn nào chưa biết thì vỏ nhôm mà nó nóng á là chuyện bình thường, còn khi mà nó không nóng á nó mới là vấn đề, tại vì nó nóng nó mới tản nhiệt được. Nói nóng thiệt ra nó cũng không nóng mấy đâu mà, như nãy giờ mình cắm nãy giờ có tiếng đồng hồ à, thì sợ nó chém mắm à, chứ nó cũng không có nóng mấy, theo mình thấy nó chém mắm thôi. Mình thấy nó cũng không có nóng mấy. Để cái cam mà, như cái cam mình gắn cái hiển vi nè, mình gắn vô mình xài thời gian dài thì nó cũng ấm mà. Nói nóng thì cho các bạn dễ hình dung, với thiệt ra nó cũng không nóng đâu, nó chỉ ấm ấm thôi. Đó là thằng này nó chỉ có một cái là dở nhôm nó tản nhiệt, nên là các bạn xài lâu thì các bạn thấy nó ấm thôi. Và một cái nữa đó là nó có thể nó gấp gọn lại được. Đây khi mà các bạn gấp gọn đem cất nè, nó y như vậy, nó chỉ có vậy thôi nè. Đó. Đem cất rất là gọn.
Thì như mình nói ở đây nó sẽ có hai cam, là cái cam to là cam thường, cái cam nhỏ bên đây là cam nhiệt. Rồi cái cam này theo mình đánh giá thì nó khá là ngon trong tầm giá dưới 10 triệu nha. Vừa có hai cam, vừa có cái chế độ sức ra màn hình HDMI, và có thể có chế độ xài cùng lúc hai cam luôn, và có khoanh cái điểm nhiệt luôn. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách để các bạn kết nối cái cam nhiệt Shotcam 3 này với lại cái wifi nha. Thì các bạn có nó wifi thì các bạn chỉ cần cắm nguồn cho nó thôi, bạn không cần cắm gì hết. Mình có cái nguồn của nó nè, đấy dắt nguồn của nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái cam lên ha. Rồi giờ mình cắm cái đây, mình để đây cho các bạn dễ thấy à. Đây mình cắm cái nguồn vào và mình sẽ bật nguồn nó lên đây. Rồi nó cháy đèn, nó chớp chớp, nó đang tìm kiếm nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua màn hình máy tính ha. Mình tắt cái mặt của mình đi, hôm nay có cái mụn nó hơi to. Thì các bạn vào cái phần kết nối mạng nè, thì hiện tại mình đã cắm wifi nè, thì nó hiện ra cái wifi là Shotcam 3 nè. Rồi mà bấm vào, bạn bấm vào connect, thì khi mà bạn connect nó sẽ yêu hỏi mật khẩu như thế này. Mình có nói rồi thì mật khẩu là từ 1 tới 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kết nối lần đầu nó sẽ báo, nó hỏi mật khẩu, thì bạn nhập cái mật khẩu là từ 1 tới 8 vào là được nha. Chờ xíu để nó kết nối. Rồi ok, nó kết nối rồi nha. Nó có nói rồi nhưng mà nó báo no internet, no internet là tại vì nó chỉ là cái mạng nội bộ thôi. Nên nó không có mạng, nó sẽ báo no internet nha. Rồi, tới đây. Thì các bạn vào cái phần mềm Shotcam 3 nè. Bạn vào mình nó tự nó nhận. Đó, đây, mình đưa tay mình vào nè. Đó. Là phần mềm tự nhận. Đây, mọi xem nè, mình chỉ có nói đúng một giai nguồn thôi, không cần có nói cổng DC gì hết. Đây là máy tính nó tự nó nhận, có nói một giây một thôi. Nhưng mà có nói cái này thì với điều kiện là cái máy của các bạn phải xài cái mạng LAN, mạng có dây, còn cái wifi thì đều cái wifi của PC thì để có nói với cái cam này. Chứ còn bạn nào mà xài laptop hay là xài PC mà các bạn xài qua cái USB wifi á, tức là các bạn kết nối mạng của cái PC các bạn bằng wifi để các bạn lên mạng, lên lướt Facebook hay là đâu này đâu kia, và bằng wifi để kết nối với PC á, thì các bạn xài cái này thì nó sẽ không có được nha, tại vì cái máy tính nó chỉ có một cái wifi à. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đến giờ phút này. Các bạn xem nếu hay thì nhớ like, subscribe cho mình để mà có động lực mà làm những clip tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.